Anan TV. Chào Lan Lan nha. Vâng. Lan đi chơi à? Vâng, đi săn trứng. Đi săn trứng à? Vâng. Bố nghe thấy gà cục tá gần đây tên Lan à? Ở đâu? Ồ, đây có một con gà này. Wow, con gà mái đang đẻ trứng các bạn ạ. Đẻ ra cả trứng Kinder Joy và Kinder Egg nữa. Wow, có mấy quả trứng này. Tại sao gà lại đẻ ra trứng Kinder Joy và Kinder Egg nhỉ? Đây, con gà vừa đẻ ra trứng Kinder Joy đây các bạn này. Trứng Kinder Egg này. Kinder Surprise. Bây giờ Tân An nhặt trứng vào nhá. Đây, bỏ vào đây con. 2 quả này. 3 quả này. 4 quả này. 5 quả này. 6 quả này. 7 quả này. 8 quả này. 9 quả này. 10 quả này, chúng ta đã được 10 quả trứng này. Tân An tiếp tục tìm nào. Ở đây có một ổ nữa này. Đây, con nhặt đi. 1 này. 2, 3, 4 này. Wow, được một, nhiều quá nhờ. 1, 2, 3 mà. 3 nhờ, còn một quả trước nữa mà. Tiếp tục nào. Đây có một tổ nữa này. Wow, tổ này rất nhiều trứng con ơi. Một quả trứng Kinder rất là to. Đây, bác xem nào. Đây, một quả này rất là to, to khổng lồ luôn các bạn ạ. Rất là trứng của trứng người nhện. Như trứng người nhện luôn nhỉ. Vâng, trứng khủng long nữa. Đúng rồi. Cái tổ này chúng ta bắt được rất nhiều trứng. Tân An nhặt đi. Wow, chúng ta được một rổ trứng luôn. Bây giờ Tân An sẽ về bóc trứng cho các bạn xem nhá. Wow, Tân An nhặt được rất là nhiều trứng Kinder Joy, King Egg và Kinder Chocola đúng không? Vâng. Bây giờ Tân An sẽ bỏ ra để các bạn xem nhá. Vâng. Con đếm được bao nhiêu quả nào? 1 2 3 Wow, một quả trứng rất là to nhờ. To hơn là cả băng ngô nhà bà Hùng Đông luôn. Ok, được 4 quả đây này, đếm tiếp đi. Đây là quả trứng của Alpha. Rồi, Alpha ok. Alpha của Anna đấy. Ok. Băng khác nhau là một không. 5 này, đếm đi. 6 này. 6 Đây. 7 này. 8 8 này. 9 9 này. 11 này. 12 12 này. 13 13 này. 14 14 này. 15 15 này. 16 16 này. 17 17 này. 18 18 này. 19 19 này. 20 20 này. 21, Tân An đã nhặt được 21 quả trứng rất là đẹp luôn. Bây giờ Tân An sẽ bóc trứng ra cho các bạn xem nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem Tân An bóc trứng sô cô la nào. Wow. Một quả trứng sô cô la to quá, ngon quá. Tân An có thích không? Tân An bóc đi. Để xem ở trong quả trứng này có cái gì nào. Wow, đằng trong quả trứng sô cô la này lại có cả đồ chơi các bạn ạ. Wow, ngon quá. Đây các bạn ạ, Tân An bóc được một miếng sô cô la rất là to. Bố sẽ bóc giúp Tân An cái món đồ chơi này nhá. Wow, có cái gì trong này ta? Wow, đây là ảnh của công chúa Elsa và Anna các bạn ạ. Hai nàng công chúa rất là đẹp nhá. Và đây là cô công chúa Elsa đúng không? Đúng không Tân An nhỉ? Đúng ạ. Tân An bóc trứng Kinder Egg nhá. Kinder Joy. Wow.
trong trứng King De Joy là có một ly sữa sô cô la đây các bạn này. Ngon ơi là ngon luôn. Đấy. Rất thì là ngon và thơm nhá. Wow. Wow, có rất nhiều đồ chơi đúng không? Cố bóc một nửa này cho nhá. Này, không biết có cái gì đây. Wow, một con khủng long nha. Một con khủng long màu xanh da trời nhá. Đây. Trứng King Egg có rất nhiều sô cô la và bánh quy luôn các bạn, có cả sữa nữa chứ. Rất là ngon luôn nhá. Bố bóc quả này cho Tân An nhá. Đây, quả này là sô cô la Kinder các bạn, rất là ngon. Wow, đằng trong này có cả đồ chơi này. Đây là sô cô la, ngon ơi là ngon này. Món đồ chơi này là một cái nhẫn hình trái tim các bạn ạ. Đây là một chiếc nhẫn Tân An nhá. Rất là đẹp này. Bố tặng Tân An này. Tân An xin bố chưa? Bố sẽ tiếp tục bóc quả này cho Tân An này nhá. Tân An lười bóc lắm. Wow, đồ chơi này. Sô-cô-la này. Có cái gì ở trong này đây ta? Wow, một chiếc ô tô mui trần, rất là đẹp luôn. Cái này để cho Tân An đi học nhá. Đi học tiếng Anh với học mẫu giáo nhá. Ô tô này rất là đẹp các bạn ạ. Tân An bóc trứng kia ngạc nữa đúng không? Này, bóc nửa lại đi. Có cần bố giúp không? Con giúp con bóc được không? Bóc đi, bố xem nào. Bóc mảnh lên. Đấy, có con gì đấy con? Ô, này một con khủng long à. Cho bố xem nào. Và cả một cái thìa đúng không? Và Tân An bóc được một con khủng long rất là đẹp các bạn ạ. Bố giúp Tân An bóc nửa này nhá. Wow, sô-cô-la và bánh quy. Rất là ngon. Bố sẽ tiếp tục bóc quả này cho Tân An. Umbala cái gì đây? Đồ chơi gì đây? Wow. Wow, đây là một chiếc nhẫn đeo tay rất là đẹp. Tí nữa chúng ta lắp nhá. Wow, ở trong này sẽ có một chú gì đây nhỉ? Chú gì đây ta? Wow, đây hình như là một con sóc các bạn ạ. Rất là đẹp nhá. Tân An tiếp tục bóc nào. Wow, Tân An bóc một số bola rất là siêu. Sô-cô-la ngon quá các bạn ạ. Một chú ếch màu xanh. Chú ếch này đang đi học bài đấy. Đây là một cái bút tô màu hình con ếch. Tân An bóc hết trứng sô-cô-la chưa? Chưa. Thì bây giờ chúng ta chào tạm biệt các bạn để chúng ta đi về nhá. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Vâng.
các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.